Hiện giờ là Lê Minh đang ngồi ở trong một cái thư viện của Gò Vấp với ông Sơn Nam. Sau khi ông Sơn Nam đã mời Lê Minh uống ly trà đá và giới thiệu cho mình biết thế nào là bánh mì, thì ông Sơn Nam có thể kể cho con cháu nghe về cuộc đời của ông như thế nào? Đời tôi đó nó thuộc về cái thế hệ may mắn, gặp toàn những sự may mắn, có thể nói là rủi ro, nhưng mà mình là người Việt Nam phải coi đó là may mắn. Sanh năm 1926, cái đó ngày đám tang Phan Châu Trinh, một cái ngày tranh đấu để giành độc lập, dân quyền và Bắc Nam thống nhất. Tôi nhớ cái ngày đó hoài. Ông bà tôi ở rừng U Minh, nó ở tận mũi Cà Mau. Bây giờ trên bản đồ mình bây giờ kiếm cái xóm nó kiếm không ra, nó vô danh tới như vậy. Cha mẹ tôi ở Long Xuyên tản cư qua để khẩn quan, nhưng mà cái chuyện khẩn quan không phải giỡn, toàn là rừng tràm mà nước ngập tới đầu gối, không làm ăn cái gì thì chỉ để nuôi cá thôi, thành là khẩn đất mênh mông nhưng mà không có quê lợi. Đứng về diện tích làm chủ á, coi như ông điền chủ cả trăm hecta, nhưng mà cả trăm hecta này bỏ, nhà nước cho khẩn nhưng mà rốt cuộc phải trả lại cho nhà nước. Ông nói cái nhà nước đấy là nhà nước nào? Đây là nhà nước Pháp đó, hồi đó tôi còn nhỏ. Dân ở đó không có trường học, 80 năm nô lệ, nói theo đại điệu mình á, một xã mà không có một cái trường học. Lý do không phải người Pháp họ áp bức gì, mình phải nói cho công bình, dân không có làm sao lập trường học. Cách 1 km một nhà, lại người kia 500 m một hai căn nhà nữa, thì làm sao gom lại để dạy học, thành nó không có lập trường học. Cha mẹ tôi thấy dân ở đó vậy á, và cũng có cái máu nghĩa khí như thế nào á, nói bây giờ phải đi học. Thưa ông, tôi có nghe là hồi còn sơ sinh, ông cũng không lấy gì làm bụ bẫm cho lắm phải không ạ? Thì miền Tây Nam Bộ, vùng Cà Mau, Sóc Trăng, xung quanh còn người Khmer rất đông, rất hiền lành. Ở gia đình mẹ tôi nhắc lại hoài, bà không biết chữ, không biết chữ quốc ngữ á, cha tôi cũng không biết chữ quốc ngữ. Sanh ra, cái này tôi nhớ mãn đời, thì không có sữa bú. Bà người Khmer ở lối xóm đó có con có sữa, tình nguyện lại nuôi và nhai cơm cho tôi ăn, đút bằng tay nhai trong miệng nhét qua. Tôi lớn lên đi học thì mẹ tôi có dặn một câu được một điều, năm nay bà là cả trăm tuổi rồi, nếu bà còn sống, một con phải ráng làm thế nào cho người ta biết cái xứ rạch giá Cà Mau mình, bằng như người ta khi dễ xứ mình quá không ai cần biết. Điều thứ nhì, đừng có gây gỗ dai hết. Mày ốm yếu gầy, ốm o gầy mòn, đánh lộn với người ta đánh không lợi đâu con ơi. Ráng nhịn mà sống. Ba anh là phải nhớ người Khmer. Người Khmer là người rất tốt. Không có người Khmer thì chắc mày không còn sống trên đời này. Và cái này miền Tây Nam Bộ người Khmer đông. Miền Tây Nam Bộ người Khmer đông gấp bao nhiêu lần người Kinh với người Việt ở đó? Nói đúng mà đông hơn thì không đông hơn. Nhưng mà họ có cái này, họ sanh đẻ rất chậm. Cái vấn đề hạn chế sanh đẻ mà nghĩa không thành vấn đề. Họ đẻ nhiều nhưng mà họ chết cũng nhiều, thành ra cái dân số nó không tăng. Đại khái có những làng như ở Sóc Trăng, ở Bảy Núi, có những làng nó gần như họ ở 100%. Năm ba xã thì họ ở trong cái xóm, họ ít giao thiệp. Họ làm ruộng thâm canh từ lõm, họ sống với cái chùa của họ. Và tôi được biết là theo những nghiên cứu thì đạo Phật của trong văn hóa Khmer không phải là những gì gọi là cao siêu, không phải chỉ dành cho những một cái lớp người làm quan hay là những cái dạng quý tộc ở trên, mà đạo Phật gắn rất gần với cuộc sống của người dân thường phải không ạ? Thì họ quan niệm cái chùa đó là cái nhà, nhà họ đã rất xấu nhưng mà có tiền họ cúng để cất chùa. Vậy sau này mình chết mình hồn mình về chùa và cái hũ cốt mình đem về chùa, cho nên cái đạo Phật tiểu thừa là quốc đạo của họ, cho nên họ trọng. Thì năm đó tôi nhớ hoài, trong chùa nó làm cái lễ gì nó đem ông Phật bới về, thì cả xóm người Khmer ùng ùng để cầu phước. Họ đào một cái lỗ bự trước cái bệ Phật, ai muốn cái gì thảy cái món đó xuống sao được hưởng. Thì những người khá giả thì họ cũng thảy một chỉ vàng, họ thảy tiền. Thì bà Khmer nói này nó ốm cho nó đi học, thì bây giờ thảy cho nó một cây bút, một cái ngòi viết, một cái bình mực, và mua cái tập thảy xuống. Sau này nó học hành giỏi thì tôi cũng phải tự hào một chút. Bây giờ mình viết văn được mà gặp mấy anh ở đài nước ngoài là vậy, không chừng nhiều khi nhờ cái ơn đức hồi để xuống thảy trước cái bệ Phật.
Mà cái này ở Tây Nam Bộ phải nói là Rạch Giá, Cà Mau, Sóc Trăng, cái mũi Cà Mau bây giờ mình nghe đồn nó có dầu khí rồi xịt xịt lên tôi cũng mừng nha. À. Nó cũng cái tương lai cho Tổ quốc mình phải biết chừng nào. Ai xấu đâu mình không biết. Nhưng mà người Khmer đó họ ở chung với người Việt Nam nhiều thế hệ quá, họ tốt lắm. Tôi về chùa á, chuyện đầu tiên, đây là tôi nói cái chuyện như người Tây Nguyên vậy. Tới thăm chùa, vô chùa gặp mấy ông sư sãi ngồi đó quỳ xuống lại hai lại. Mấy ông tỉnh không? Bây giờ ở đó là đi đi tu cũng như nghĩa vụ công dân. Thấy con đi tu, con đang ngồi, cha mẹ quỳ xuống lại. Nhiều người không hiểu cho rằng cái đạo gì kỳ quá, đạo Phật kỳ quá. Cha mẹ em đi lại con, cái này mình hiểu lầm. Họ lại cái màu áo của ông Phật, lại cái màu áo của đứa con, chứ không phải lại đứa con. Kể cả những người ngoài đạo thì họ cũng rất gắn bó với cái văn hóa Phật giáo trong xã hội của người Khmer. Mà họ sống rất lâu đời, tới tôi bảy mấy tuổi rồi. Cách đây 5 7 năm tôi về tôi muốn rớt nước mắt. Tôi vô chùa tôi lại có ông sải lớn già lại, mới lại một lại, ông đỡ tôi đứng dậy liền. Mày phải con của ông gì đó không? Ông cho rằng ông là bạn thân của ba tôi hồi xưa. Mình thấy mình làm sao mình nhớ ông, nhưng mà ông nhớ ông dòm mới sắc mặt. Kêu ngồi đàng hoàng cho ăn cho uống, đem đường thể cho ăn, rót nước trà cho uống. Dân mình ở đâu cũng vậy, chẳng phải riêng Việt Nam mà người dân tộc khác nó có tình nghĩa. Cho nên cái người Việt Nam với người Khmer ở dưới tôi thấy tốt. Mà nếu nó có gì xảy ra là do ai xúi giục gì đâu mình không biết. Nhưng mà cái người dân họ muốn yên ổn trong xóm. Thì tôi đi học như vậy. Trước khi ông kể chuyện về chuyện đi học thì tôi muốn hỏi là cái người Khmer bây giờ ở vùng đó có khi họ cũng không coi trọng nước nào là nước nào, có khi họ cũng chỉ ở cái vùng đấy họ cũng không cần biết đây là Campuchia, Cambodia hay là đây là Việt Nam phải không? Dạ. Thì mấy cái xóm đông thiệt đông á, mặc nhiên họ có quyền lợi riêng, tiệm quán của họ, rồi họ cũng chạy xe Honda, họ cũng mua tivi họ coi, thanh niên cũng bận quần jean rồi đi chợ chơi, tay xách cái đèn pin bóp đi bằng đêm trong đường, thì tôi thấy họ rất tốt, không có gì hết. Thì cái chuyện gì xảy ra đó là do ở đâu xúi giục, có chiếc xe Honda, đàn bà thì có cái gánh cái giống, đặc biệt là lễ hội liên tục vài tháng lễ hội, 1 2 tháng lễ hội, 1 2 tháng lễ hội. Đi chùa họ vui ở chùa. Hồi đó họ có giao thiệp với Sri Lanka rồi, cho nên những cái ngôi chùa xưa có những tượng Phật, tôi Pháp nghiên cứu thấy lạ, họ cho đây không phải là tượng Phật ở Phnom Penh đem xuống, nhưng mà tượng Phật này nhập cảng theo đường biển ở Sri Lanka là ở Tích Lan đó. Qua thì mình thấy rằng ở Nam Bộ này bây giờ mới suy nghĩ cái giao lưu của Đông Nam Á nó có lâu đời, là Ấn Độ, Miến Điện, Mã Lai, rồi Indonesia nó đã giao lưu, cho nên cái dấu ấn nó rõ rệt, cho nên người ở đây họ ung dung tự tại, cho họ về Campuchia họ cũng muốn thèm về, bởi họ gặm đào nó ở đây cực, là ở Tây Nam Bộ chung người Việt Nam cũng không có xưa không có giàu, nhưng mà đỡ vụ Khmer đỏ, nếu họ ở trên Campuchia chắc họ chết rồi, thành ở người Việt Nam có gì được. Thì bây giờ nhà nước mình có cho người ở đó lập bảo tàng văn hóa Khmer Nam Bộ, họ đem những cái nọc cấy, những kiểu cài, rồi cái giường ngủ, cái quạt, rồi họ làm, có đi Sóc Trăng thấy mấy cái đó quay nó cũng cảm động. Chứ nhà nước bây giờ mở trường dạy học dạy chữ Khmer nó ráp dần được, nôn mô bích thơ cũng như ABCD, cho nên ở trển cái in ấn nó rất dễ, nó hơn người Tàu là nó ráp từ chữ con ra chữ cái in của nó rất dễ. Chữ nghĩa hay là ngôn ngữ của Khmer cũng rất là quan trọng. Nhưng thực ra có một cái điều nổi bật hơn trong cái văn hóa của Khmer đó là múa. Và múa truyền thống là những gì mà người Khmer để lại cho đời sau nhiều hơn là chữ nghĩa phải không ạ? Cái múa là nghề của họ, và những cái liên quan múa thậm chí cả miền Tây Nam Bộ và nhiều khi cả nước, thậm chí Trung Quốc họ qua múa, cái nghề của người ta. Mình thấy cái vũ nữ Điện Ăn Co mà múa đó, họ chạm trên đá thì mình thấy cái nghề của người ta, nghề truyền thống. Văn xuôi không thấy, thơ không thấy, nhưng mà cái múa đó dân người nào cũng múa được, và lễ hội gặp nhau quen lạ cứ múa tự nhiên. Cái đó là một cái điều mình nên học. Quay trở lại bây giờ cuộc đời đi học của ông. Cái đi học này khó quá, nó may là nhờ tôi cũng học giỏi, được học bổng. Lần đầu tiên lên một cái tỉnh lỵ, mà cái tỉnh lỵ chậm tiếng ở tận miền Tây Nam Bộ, nó không phải như là Bắc Ninh hay là Hải Dương gì đâu mà nói, thấy toàn là người Tàu mua bán. Là người Việt Nam mình là tứ xứ, không ai cần biết văn hóa văn quyết gì, toàn là ca giọng cổ. Thì tôi nghe giọng cổ tôi thấy cái hay,
Bởi cái giọng cổ này nó là cái người Việt Nam đi xa nhớ quê hương, nhớ có thể là nhớ núi Vọng Phu ở đâu miền Trung, nhớ ông bà ông dạy đâu biết, nhưng mà ca ngợi một người chồng đi xa, vợ nhà chờ chồng mà không bao giờ thấy chồng trở về. Giọng cổ giờ trong Nam phát triển nhờ cái âm gian của cái nỗi buồn sâu lắng mấy trăm năm trước. Hồi xưa đi khẩn quan là chồng đi để vợ ở nhà, chồng đi là đi tuốt, không có thằng cha nào trở về mà rước vợ. Thì nói cho vui mà nghe, bây giờ tôi thấy vượt biên nhiều ông nội cũng trời gầm lắm nha. Đi mất tiêu vợ nhà chờ thấy mẹ, ông qua bệnh có vợ đâu. Năm khi mười qua có một ông về rước vợ con qua, thì tôi không biết rước qua không biết có trọng dụng hay không, không biết ha, đời rước qua lấy lệ. Thầy học á, thì hồi đó trường Tây mình nghèo, áo quần thì nghèo quá, nhưng mà hồi đó nó không có tủi thân, bằng cái áo bằng cô tông, hồi đó chưa có cái polyester gì, có cái tê tô rong gì hết, hai bộ quần áo bận rước giá 5-6 lỗ không sao, đi guốc rồi được học bổng, đi học trung học sao không biết, nó dớt nó cho tôi đậu. Qua đó nhờ học được trung học và nhờ lên tỉnh đi Cần Thơ, bây giờ nó là thủ đô miền Tây, một cái tỉnh giàu có thể nó nhất nhì của Nam Bộ mà tôi sáng mắt. Theo những điều như ông nói thì dường như đi học đối với ông không chỉ là để tiếp thu sách vở, mà đi học tức là thoát ly khỏi cái xứ biệt lập, cái xứ mà gọi là cái nền, có cái nền văn hóa còn rất mang tính khẩn hoang đối với người Việt. Và ông không chỉ đi học trong sách mà ông còn đi học qua những cái nhìn nhận. Một cái điều là người ở miền Bắc hay là miền Trung ở Huế nên hiểu người trong Nam. Tổ quốc là gì? Chỉ ba cái rừng tràm, rừng đước ở mũi Cà Mau. Anh không thấy, lên Cần Thơ mới thấy. Mới thấy có người ở tỉnh Tiền Giang, ở Mỹ Tho, ở Sài Gòn, ở xuống làm ăn. Mình thấy tổ quốc nó rộng. Chứ nếu không ở thôn quê hoài, cái này là một cái khổ và một cái thơ mộng của người Việt Nam. Tối ngày thấy mấy cây tràm, mấy cây đước, thấy hai ba ông điền chủ linh tinh, hai ba lính mã tà. Rồi mình cho thực dân là mấy thằng đó. Cái đó bây giờ nhiều người còn bị ảnh hưởng, bị hỏng không có đi. Nhờ tôi lên Cần Thơ mà tôi thấy thực dân Pháp nó không phải chỉ linh tinh mấy cường ngào ác bá ở thôn quê, cũng không phải mấy kiểm lâm. Tôi thấy nó có ngân hàng, nó có tàu buôn từ Sài Gòn buôn lên tới Phnom Penh. Tôi thấy nó mạnh.